là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Hoài Linh đang là cái tên được nhiều chương trình nổi tiếng săn đón. Do đó mà thông tin về danh hài Hoài Linh cũng được nhiều người quan tâm. Sau đây, mình xin tổng hợp những thông tin cụ thể nhất và mới nhất về danh hài Hoài Linh. Hoài Linh, tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh. Sau khoảng thời gian làm nghệ thuật, người hâm mộ đặt cho anh những cái tên thân thương như chú Ròn, chú Sáu Bảnh. Hoài Linh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969. Tính đến thời điểm năm 2015, anh đã 46 tuổi. Hoài Linh quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa, người gốc Đại Lộc, Quảng Nam. Sinh ra trong một vùng quê nghèo, có 6 người con, Hoài Linh là con trai thứ 3 và là trưởng nam trong gia đình. Hoài Linh sống tại Cam Ranh cho đến năm 6 tuổi, thì theo gia đình đi di tản vào Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, anh học hết bậc trung học phổ thông tại Trảng Bom, trường trung học phổ thông Thống Nhất A. Vào năm 1988, gia đình anh quay về Cam Ranh để xin cấp lại đất vì bị tịch thu trong lúc di tản. Vào năm 1992, gia đình anh chuyển vào Sài Gòn sống. Vào năm 1993, cả gia đình định cư tại Mỹ theo diện HO. Hoài Linh là một nghệ sĩ đa tài. Anh vừa là một danh hài xuất chúng, vừa là nghệ sĩ kịch và là ca sĩ với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Khi Hoài Linh có ý định theo đoàn múa, gia đình anh đã tỏ ra không hài lòng và tìm cách ngăn cản vì cha mẹ anh muốn anh theo nghề sư phạm, nhưng vì vấn đề lý lịch nên không thành công. Trong thời gian cộng tác với đoàn múa Bonaga, anh đã lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam. Vào năm 1991, anh tham dự cuộc thi Những Giọng Hát Hay tại Nha Trang và được giải thưởng. Tại Nha Trang, anh gặp Thanh Lộc, một diễn viên của đoàn Bonaga, mời anh phối hợp để làm một cặp hài diễn chung trong chương trình của đoàn. Hoài Linh vui vẻ nhận lời, hai người diễn thử và có kết quả tốt. Rồi từ đó anh chính thức bước vào lĩnh vực hài kịch, rất thích hợp với bản tính của anh là người thường hay đùa giỡn trong gia đình. Tuy nhiên, Hoài Linh cho biết anh vẫn run khi diễn hài lần đầu tiên trước khán giả. Hoài Linh có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Nhờ vậy nên anh rất được khán giả yêu mến. Trong thời gian định cư tại Mỹ, gia đình anh ở tại thành phố Orlando, California. Tại đây, anh đã được mời làm MC một tiệc cưới tại nhà hàng Sài Gòn. Sau đó liên tục được mời cộng tác, cũng như được mời đi show nhiều nơi khác. Vào khoảng tháng 10 năm 1994, một mình Hoài Linh trở về California sinh hoạt. Anh gặp Thanh Tuyền và Tracy Phương Trinh. Ở California, Hoài Linh cư ngụ tại nhà ông cậu thứ 10 ở Los Angeles. Và hai tuần sau, anh mới có dịp xuống Lido Sài Gòn và được Nhật Tùng đưa đến quán cà phê Tao Nhân. Tại quán này, anh đã lên tấu hài, bài Chuyện Tình Karaoke và một bài tân nhạc. Khán giả rất thích thú qua những tiết mục của anh, nhất là chủ quán, là ca sĩ Thiên Hương, cũng là người Bình Định. Đêm hôm đó, cũng có tay viết kịch bản được nhiều người biết tới, đó là Ngô Tấn Triển. Hoài Linh đã được nhà viết kịch này để ý tới và sáng tác nhiều kịch bản cho anh diễn sau này. Một tuần sau, anh đã gặp Vân Sơn và được mời cộng tác sau khi Bảo Liêm, người diễn ăn ý với Vân Sơn, đã rời bỏ. Đến tháng 10 năm 1994, cặp Vân Sơn, Hoài Linh chính thức diễn chung với nhau trong chương trình Văn Nghệ cho một tổ chức ở quận Cam. Kể từ cuối năm 1995, Hoài Linh cộng tác độc quyền cho Vân Sơn Productions trong những sản phẩm video và audio, cũng như cùng nhau có mặt tại rất nhiều chương trình đài nhạc hội, để trở thành cặp tấu hài được rất nhiều người ưa thích lúc bấy giờ. Hiện nay, Hoài Linh là cái hài ăn khách nhất của sân khấu Nụ Cười Mới. Vai diễn người nhà quê tại sân khấu này đã giúp anh đoạt giải Mai Vàng của báo Người Lao Động. Tại sân khấu này, Hoài Linh đã thực hiện nhiều live show như Bí Mật Bị Bật Mí, Những Tên Cướp Biển Vùng Caribe, Hoài Linh Cung Phu, Hoài Linh Kỳ Án,
được khán giả chào đón nồng nhiệt. Năm 2009, Hoài Linh hợp tác cùng Nhật Cường sáng lập công ty Đại Cồ Việt, chuyên đào tạo diễn viên, tổ chức chương trình. Năm 2010, anh cùng một người bạn mở quán Tiểu Nhị Mì Gia. Tần suất xuất hiện của Hoài Linh trong các game show truyền hình rất dày đặc trong những năm gần đây. Đặc biệt phải kể tới chương trình Gương Mặt Thân Quen, Tôi Là Người Chiến Thắng, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Tìm Kiếm Tài Năng Việt, v.v. Ngày 1 tháng 2 năm 2015, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức nhận được tròn 10 giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức và một giải thành tựu cống hiến 20 năm. Tháng 8 năm 1996, Hoài Linh về Việt Nam thăm người yêu là người anh đã quen trước khi rời Việt Nam. Người yêu của Hoài Linh vốn ở một quán karaoke mà anh thường xuyên tới hát. Cũng chính việc này mà anh đã đặt tên cho CD mới nhất của mình là Tình Karaoke do Trung Tâm Tú Quỳnh phát hành. Chuyến về Việt Nam đó là để chính thức thành hôn với Thanh Hương và bảo lãnh cô sang sống chung tại Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 1997. Hiện nay hai người đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California. Anh tự nhận mình là một người cha vô cùng khó tính, nhưng không ép uổng con cái, chỉ muốn con làm gì cũng phải biết phấn đấu, phải có cái tâm. Ngoài cô con gái ruột duy nhất, Hoài Linh còn có một cậu con trai nuôi, tên là Hoài Lâm. Hoài Linh là anh ruột của ca sĩ Phương Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Lúc đầu thì Hoài Linh không muốn đóng giả gái, nhưng vì kịch bản yêu cầu, thế là anh làm thử, không ngờ được khán giả ủng hộ hết mình. Vậy là anh đã thành công tới giờ. Hoài Linh từng thổ lộ, phần lớn những vai diễn nữ trên sân khấu của anh đều được mô phỏng từ hình ảnh của mẹ, của bà nội, của bà ngoại anh. Có lẽ vì thái độ làm việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm, như thế nên gần như tất cả những lần anh giả gái đều lấy được tiếng cười của khán giả, đều được khán giả yêu thích. Ông bà ta có câu, chửi cha không bằng pha tiếng. Hoài Linh hiểu điều đó nên anh chẳng bao giờ dám đùa với lửa. Nếu tự bản thân anh không thấy mình có khả năng nhảy tiếng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc gia đình anh từng có một thời kỳ đi xây dựng vùng kinh tế mới. Sống ở một nơi tập trung dân tứ xứ, đủ mọi giọng nói, học với thầy cô ba miền, chơi với bạn bè ba miền. Nhờ vậy mà anh tích lũy được âm giọng ba miền, nên khi cần là anh sổ ngay. Dĩ nhiên, anh không sổ bừa, mà là luôn lắng nghe và thấu hiểu phản ứng của khán giả để điều chỉnh. Không những thế, anh còn chịu khó nghiên cứu thêm cách mà người ta dùng từ địa phương, đặc trưng để đưa vào lời thoại sao cho hợp lý hợp tình nhất, nên chưa bao giờ anh bị chê là phản cảm. Và đó cũng là lý do khiến Hoài Linh được lòng khán giả ba miền, ở đâu cũng biết và yêu Hoài Linh. Đây là trường hợp đặc biệt, vì thường diễn viên hài miền nào chỉ được khán giả miền đó yêu thích mà thôi. Vui tính thì Hoài Linh có thừa, còn cái vụ cười suốt ngày thì phải coi lại, vì từ khi nổi tiếng đến giờ, Hoài Linh vẫn giữ thói quen sau khi diễn xong là anh lặng lẽ trở về nhà. Mấy địa chỉ mà giới nghệ sĩ thường ghé như nhà hàng, vũ trường hay quán nhậu đều xa lạ với anh. Anh thường triết lý về sự cô đơn, lặng lẽ của mình như thế này. Con người mà, có khi nào vui suốt, có bao giờ cười hoài, trên sân khấu đã cười, về nhà lại cười nhiều, thì cuộc sống làm sao cân bằng được. Không ít ngôi sao, thậm chí là sao vừa mới nổi tiếng, đều tìm mọi cách để lên đời bản thân bằng những thứ hàng hiệu, mùi hương thơm phức. Còn Hoài Linh thì giản dị đến bất ngờ. Đừng ngạc nhiên khi tình cờ bạn thấy Hoài Linh ngoài đời, quần jeans, áo sơ mi hay áo thun và chiếc mũ lưỡi chai bình dị, hoặc bắt gặp anh trong một quán ăn bình dân nào đó. Qua lời kể của Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng,
mọi người mới biết Hoài Linh đang có kế hoạch lập đền thờ tổ nghiệp lớn nhất và quy củ nhất Việt Nam. Và chính Hoài Linh cũng cho biết anh chăm chỉ chạy show với mong muốn nhanh chóng tích góp đủ kinh phí hơn 100 tỷ để xây dựng đền thờ tổ nghề sân khấu chung cho các anh em nghệ sĩ. Đây cũng chính là tâm nguyện suốt bao năm đi diễn của anh. Được biết, Hoài Linh khởi công xây dựng đền thờ tổ bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2014 âm lịch. Trong quá trình xây dựng, anh không nhận tiền, công đức từ bất cứ nghệ sĩ nào. Với Hoài Linh, xây dựng đền thờ tổ không phải để lấy tiếng, lấy tiền, mà để có một nơi sau này anh em nghệ sĩ trẻ cần một điểm tựa tinh thần thì có nơi để thắp hương, thắp khói.